Hello, 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 hello Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn bắp rang <laughs> Chào mọi người nha Hôm nay nhậu một mình chán đời quá quay video nói chuyện với là anh chị em chơi cho vui là chính Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là trả lời cho một số anh chị em có nhắn tin hỏi mình theo như anh đánh giá đó về cái đồ chơi của Nhật và của Mỹ đó thì chất lượng nó hơn thua như thế nào Câu hỏi thì rất là đơn giản, tự nhiên thì câu trả lời cũng rất là khó ha, nó rất là khó. Thì nói chung là mình xài những cái đồ chơi của mình thì đủ đủ thứ các nước hết, nhưng mà uh, mấy cái nước dũng dẫm là mình không có chơi. Nói chung là đồ Nhật nè, Mỹ nè, Pháp, Đức, Úc, Úc Ý gì rồi Anh đồ này kia đó thì mình chơi. Còn ngoài ra đó là mình không chơi ha, Nga, Tàu là mấy đồ dởm mình không chơi. Đó, đề đại khái nó là như vậy, thì nói chung cái đồ đồ chơi của mình nó cũng tùm lum tàn lan hết á nói chung nó thấy cái gì hay hay cái mình mua bỏ vô mua bỏ vô bỏ vô và nó đầy cả nhà nói chung là món gì cũng có ha đầy cả nhà như có vài món nhiều khi nó nó lạc mất hoặc là nó nằm ở bên kho đó thì khi mà ở nhà mình chạy qua bên kho mất công mình chạy qua đó mình lấy về mình ấy nó mất công cho nên là mình không quay cho anh chị em coi thôi chứ hầu như là cái đồ thua đồ chơi là món nào mình cũng có hết ha từ a tới z tất cả mọi thứ đều có hết ở trong nhà mình thì uh, nhậu đang uh, chán đời con mình à. mời uh, anh chị em uh, mời anh chị em ly ha vô uh, xin 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 mình nói chuyện chơi cho nó vui đây có ly thì vô ly ha nước thánh ai có lon thì vô lon ai có chai thì vô chai nha hai ba vô extra thanh 40 độ hơi nặng uống vô một cái là phải khè như rắn hô mang vậy ha nó nó mới đã <laughs> rồi bữa nay chủ yếu là không có không có review cái món đồ chơi nào hết nhưng mà hai cái này thì mình tượng trưng thôi hai cái kèm mình nói chuyện với anh chị em tí cho vui thôi hai cái kèm này thì đây là cái cây kèm của nhật để mà tháo mấy cái vòng ha mấy cái vòng mấy cái uh, mấy bạn ở Việt Nam hay gọi là cái phe ha, cái phe tức là mấy cái khóa để mà khóa mấy cái bậc đạn nằm trong mấy cái cốt máy rồi đó khóa lại để cho bậc đạn nó khỏi bị uh, chạy ra ha, hai bên thì đại khái như vậy thì cái cây này là cái cây uh, để mà tháo nó tháo mấy cái vòng nó ra ha đó, cái vòng cái khóa hoặc là mấy cái uh, bạc uh, bạc kêu là bạc ở trong bê tông rồi này kia đó ha mấy cái vòng đó thì ở đây nó để là Owatonna Tool Corporation ha. Tác của OTC là cái hãng nổi tiếng về đồ chơi đó. Nổi tiếng của Nhật. Thì uh, mấy cái đồ của Nhật thì thường thường họ hay để tiếng Nhật. Sản xuất ở bên Nhật để cho người Nhật xài. Còn mà sản xuất uh, cho thế giới xài như là nhập qua bên Mỹ đó. Thì họ để những cái câu tiếng Anh. Những cái từ tiếng Anh để cho đọc và hiểu. Ha. Cái cách để sử dụng hoặc là cái kèm đó để làm có tác dụng gì. Thì họ đều ghi gì hết. Đó, nó để cái vòng này vòng để tháo ra nè. Cái này for external ha, retaining rings ha. lúc tháo để bên ngoài cái vòng mấy cái vòng á. tháo ra ha. Cái vòng thì uh, mấy cái gì mà đồ của Nhật thì hay có mấy cái chữ uh, Owatona, Toto tata ta, -ta Toto tata gì đó ha. Yamaha, Toyota Honda để khái mấy cái từ da da, ma, ma gia rồi đó ha <laughs> đó ma gia là của Việt Nam nha ma gia với lại mà uh, ma gia ma, ma gia là của Việt Nam mà Canada là của Canada còn uh, mấy cái uh, gì con chim đa, đa là cũng của Việt Nam ha đó mà mấy cái gì na na to to ta ta gia gia gì đó là đều của Nhật thường họ hay không hiểu tại sao ha cái ngôn ngữ của Nhật thì nó nghe nó rất là mắc cười đó, thì uh, đây nó cũng ghi cho uh, ghi chú đây luôn nè ha warning uh, mình phải mang cái kính uh, mang cái đồ để mà bảo vệ đó bảo vệ an toàn này ha khi mà tháo này ra tại thường thường mấy cái vòng nó giống như cái lò xo gì đó khi mình tháo ra đó thì nó văng ha nó bung phum bung vô trong mắt mình cho nên là mình phải đeo những cái đồ bảo vệ bảo bảo hộ ha tháo ra uh... đây là cái uh, kèm của mỹ kèm của Mỹ thì luôn luôn là để tiếng Anh rồi dĩ nhiên rồi ha và cái hiệu nó là Snap-on ha Snap-on là cái hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ và cái đồ thua này là đắt tiền nhất, đắt tiền nhất của Mỹ nói chung nó có tới mười mấy cái thương hiệu của Mỹ mà nổi tiếng á, của Mỹ mà dạng nổi tiếng đắt tiền nữa nha, đó, đắt tiền mấy cái đồ đó nó hơn cái giá bình thường tới mười mấy lần đó. đồ rất là đắt tiền Snap-on ha đó, của Mỹ trên thương hiệu nổi tiếng thì cũng cái kèm này cũng tháo mấy cái mấy cái đó ra ha mấy cái khóa mấy cái vòng đó ha mấy cái vòng hoặc là tháo mấy cái gì mà nó có vặn giống như là cái cái clip xe đạp mà nó có hai cái lỗ đó nó có hai cái lỗ ha nó để vô móc vô ha để cho bằng vô vặn ra cũng được Nói chung là nó chủ yếu là tháo mấy cái vòng đó hoặc mấy cái nói chung là cái gì, tháo mấy cái, cái cái nắp gì mà vặn vô trong để giữ bi vật đạn rồi đó rồi thì chủ đề hôm nay là không phải là nói về hai cái cây này mà chủ đề hôm nay là nói chuyện với là anh chị em chơi thôi mình nhậu đang nhậu mình thấy cũng chán đời quá quay video nói chuyện với anh chị em chơi cho vui luôn. Đó thì để trả lời cho một số bạn có đặt cái câu hỏi là theo như anh đánh giá là cái đồ của Mỹ và cái đồ của Nhật đó, thì chất lượng nó như thế nào thì mình nói chuyện chơi, nha. cái chuyện với lại anh chị em chơi ngày xưa đó ngày xưa cái thời mà nhật nó qua nó nó đánh chiếm việt nam mình đó thì trong vòng 2 tuần thôi là nó lấy hết toàn nước việt nam mình thì là đủ khả năng anh chị em cũng biết là thằng nhật nó giỏi tới cỡ nào rồi ha hai tuần thôi là nó lấy hoàn toàn nước việt nam mình từ nam ra bắc thì nó lấy hết trong vòng 2 tuần gì đó mà những cái người việt nam mình không biết luôn là đủ biết là nhật nó giỏi tới cỡ nào rồi ha thì bà ngoại mình đó bảo cái chuyện đó thì mọc cười lắm ngày xưa thì bà gặp bốn năm thằng nhật đi vô trong cái đất của bà ngoại mình thì nói chung là nó trang bị súng rất là nhiều đồ chơi súng đeo trên vai ha mấy cái súng dài đó súng dài và mấy cái súng ngắn bọc và hai ba bọ cây như vậy đó thì và cái kiếm luôn thì cái cây kiếm á cái kiếm bà ngoại mình đâu có dám ra đâu đóng cửa kín ở trong nhà đó nhìn ra mấy cái khe cửa sổ đó thì bà thấy là một thằng nhật nó quỳ xuống nào, nó quỳ gối xuống đó nó quỳ xuống và nó rút ra một cái cây kiếm ở trong người nó đó, đó nó rút ra một cái kiếm và nó đâm xuống dưới đất nó nó đâm xuống dưới đất và nó đưa cái tay nó vô ở trong cái thanh kiếm à, thì nó biết được nó biết được là cái người đang còn đi về cái hướng của nó thì sau đó đó sau đó mấy phút đó, thì nó khi mà nó để xuống nó đưa lỗ tay vô trong này nè trong cái kiếm nó nghe rồi đó thì nó đứng lên nó bọc cái kiếm vô lại ở trong cái cái bọc của nó đó nó đeo trên trên lưng đó đeo trên cái thắt lưng đó đó thì uh, bà ngoại mình mới nhìn mới thấy tại sao là mấy thằng nhật này nó giỏi quá tại sao mà nó lấy cái kiếm mà nó thọt xuống nó đâm xuống dưới đất cái gì, nó đưa tay vô nghe mà nó biết được là cái người đang đi tới và những cái người việt nam mình đang còn đi tới ngay cái cái đường nhỏ cái đường mở trong làng trong đồ đó đường nhỏ tại sao là rất là hay và cái cái ông đó đi ngang qua vậy và mấy thằng nhật này nó ra nó bắt nó còn vỏ dắt đi ha nó còng vỏ dắt đi thì bà ngoại mình tá hỏa tâm tinh nó nói tại sao nhật nó giỏi quá cái kiếm của nó mà nó đâm xuống dưới đất mà nó biết được là cái người đi tới thì thật ra nó không có cái gì hết ha. thật ra bà ngoại mình bả không có hiểu về cái về cái vấn đề mà vật lý cho nên là bà thấy cái kiếm thì bà nghĩ là cái kiếm là nó nó quá thông minh nó gì thôi. Chứ thật sự ra đó thì mình ví dụ đây là một cây kiếm ha. Anh chị em thường thường mà ngồi hoặc là đứng hoặc là đi, đang đi nghe cái lỗ tai mình á nó nghe về một cái tiếng động đó nó rất là ít ha, nó rất là ít. Phải tiếng động thật là lớn đó thì mình mới nghe được. Thì cái cây kiếm đó, nó cũng giống như một cái thanh sắt này thôi, thanh nhôm này thôi hoặc là bất cứ cái vật gì khi mà anh chị em nằm ở trên một cái ván, ha, nằm ở trên một cái ván hoặc là nằm ở trên một cái giường à, mình nằm nghiêng qua một bên đó thì lỗ tai mình nó kín, ha, nó kín nó nằm xuống nó đè xuống đó, nó kín thì à, cái tiếng động mà đi từ xa 10 m 20 m nhỏ 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 là anh chị em đều nghe hết, à, đều nghe hết thì cái đó là theo về cái vật lý mình học đó, thì à, anh chị em nào cũng đều hiểu vấn đề đó rồi thì khi mà một cái thanh sắt mình kim loại đó mình gắn xuống dưới đất hoặc là cái vật cứng gì cũng được mình gắn xuống dưới đất đó, thì khi mà có tiếng động từ xa uh, vài trăm mét hay là vài cây số hay là uh, hoặc là vài mét là đều mình nghe hết thay vì lỗ tai mình bình thường mình đang ngồi hoặc đang đứng hay đang đi mình không nghe được cái tiếng động đó tự nhiên khi mà cái um, lỗ tai mình đó mà tiếp xúc vô một cái vật gì đó rồi đó thì mình nghe nó rõ hơn gấp mấy lần nha thì đó là dĩ nhiên thì anh chị em nào thử thử kêu một bạn nào đó hoặc là ở đâu đó có tiếng động đồ xa 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 đó ha đó, xa xa đó thì lấy lỗ tai đưa sát vô trong cái thanh sắt hoặc là cái vật gì cứng đó thì mình đều là nghe cái tiếng đó nó rõ ràng hơn là mình ngồi thay vì mình ngồi hay đi hay đứng thì không có nghe được nha còn mà mình nằm mình nằm mà để cái lỗ tai hoặc là ngồi hay là đứng gì đó để lỗ tai sát quanh bên vô trong cái thanh sắt đó cắm xuống dưới đất thì mình nghe cái tiếng động đó nó rõ hơn gấp mấy lần thì đó là chuyện dĩ nhiên ha đó thì bà ngoại của mình á bà mới kể mà bà đâu có hiểu vấn đề đó đâu bà kể thì uh, mình chỉ nghe gì thôi cũng cười cười chơi chơi thôi chứ thiệt ra mình cũng mình biết được là cây kiếm không bao giờ trong cây kiếm mà nó có gắn cái mặt điện tử nào trong đó là theo cái cảm ứng về cái uh, cái uh, làm cho cái thính giác nó tăng lên đồ này kia thì không có chuyện đó ha cây kiếm mà nó chỉ là một cái thanh thép thôi đó. Uh, tự nhiên thì giống như mình nói nãy đó về cái lý thuyết vật lý đó thì mình đưa cái lô tai vô một cái thanh đó mình cắm xuống dưới đất thì dĩ nhiên là cái người đi từ xa hoặc là tiếng động đó mình nghe từ xa mà nó thu gần là nhất vô lỗ tai mình, mình nghe được và khoa học kỹ thuật họ cũng dựa trên những cái vấn đề đó mà họ làm ra những cái cái máy để mà đo về cái độ rung động chấn độ động của đất ha khi mà đất có núi lửa hoặc là chấn uh, động rung á ha đất nó 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 ấy đó nó đó, nó rung á đó. Đó, thì người ta nghe người ta biết được cái độ bao nhiêu ha độ rich Richter, Richter gì đó Thì à. đại khái là như vậy Thì người Nhật họ rất là giỏi Thấy nhỏ nhỏ như vậy Chứ mà nó cũng dữ dằn lắm đó nha Nó chiếm nước Việt Nam mình hoàn toàn Trong hai, hai tuần thôi là nó chiếm hoàn toàn đó Và Nhật một cái thời gian đó Nó rất là Nó rất là sung ha Rất là khát máu Nó muốn coi như là thông tính cả thế giới Nó muốn là làm về Tây Đàn Anh mà Một bậc đại ca của toàn thế giới luôn Cho nên là Nga, Tàu, Mỹ, Pháp đức gì là nó đánh xả láng hết, nó không, nó không sợ thằng nào hết. nha vũ khí nó rất là tối tân từ cái thời đó rồi. Thì năm 1940 mấy đó thì nó đã đi đánh tùm lum tà la ha, nó đánh các nước châu Á, Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, thì uh, mấy cái gì uh, uh, Philippines rồi Singapore rồi uh, Hàn Quốc gì nó đánh xả láng hết Nga. tàu rồi nó đánh hết, không không trừ thằng nào. Kể cả <laughs> Mỹ nó đánh luôn Mỹ luôn. <laughs> Nó nó đánh bất ngờ thằng Mỹ cũng ngạc nhiên luôn, nó đánh thằng Mỹ luôn, nó chiếm cái đảo Hawaii á, Hawaii nó là một cái đảo, nó cũng chưa chưa xếp vô cái hạng một tiểu bang đâu của Mỹ đâu. Trong 50 tiểu bang thì nó vẫn chưa xếp vô một tiểu bang. Nhưng mà nó cũng đại khái nó cũng là là một cái vùng của Mỹ ha, một cái vùng đất. Thì nó nằm ở ngoài đảo thôi, nó đảo mà gần Nhật cho nên Nhật nó đánh vô, nó đánh nó chiếm nó nó muốn chiếm nước Mỹ luôn mà. Nhật ngày xưa nó dữ dằn lắm. Đó, thì thằng Mỹ nó mới tức yeah, mới tức nó chơi hai trái bom nguyên tử đó mà nó đã để sẵn rồi một trái nhỏ đó thì nó để là Little boy ha leader little boy little boy, little boy tức là thằng nhóc con ha, thằng nhóc nhỏ thằng nhóc con là để dành cho mấy cái nước Đông Nam Á đó, mấy nước Đông Nam Á thì ngày xưa là thằng Nhật là nó đứng hàng đầu rồi đó, thì nó đi đánh chiếm hết cả thế giới thì uh, Mỹ nó chế hai chiếc bom nguyên tử nó để dành riêng Một cái trái đó nó để là little boy ha Little boy tức là cho mấy thằng nhóc con Mình dịch ra tiếng Việt để khái nó là mấy thằng thằng nhóc con ha đó, Mấy thằng nhóc con Thì uh, nhật thường thường anh chị em hay gọi nhật lùng nó là gì ha Lùng tại vì nó nhỏ con nó lùng Lùng hơn cả người Việt Nam mà nữa Nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó Không phải là nhỏ như con thỏ ha <laughs> Nhỏ mà có vỏ chứ không phải là nhỏ như con thỏ Đó thì... Uh thì Mỹ nó chế hai trái bom nguyên tử nó để cho một trái đó là để cho thằng Nhật đó, và một trái thứ hai nó để là fast boy ha fast không phải là fast fast nhanh nha nhưng mà fast là fast mập á fast boy thì đó là để cho thằng nhóc mập đó, thằng nhóc mập là thằng nga đó. đó nhóc mập thằng nga hoặc là các nước mà ở bên cái phía châu Âu đó thì thằng mỹ nó chế hai chiếc bom nguyên tử lúc đó thì không ngờ là thằng nhật nó chơi nó đánh luôn mỹ luôn nó dám đánh đàn anh của thế giới luôn cho nên là thằng mỹ tức quá đó. ném hai trái nó luôn ha xuống hai thành phố của nhật tanh banh hết và thằng nhật á, thì lúc đó thì nó thấy cái số người dân của nó chết gần như là là sắp tuyệt chủng luôn rồi đó thì bắt đầu nó mới ớn nghe? nó mới kinh hồn bắt đầu nó mới đầu hàng vô điều kiện đầu hàng và không có hứa với mỹ là không có chiếm đánh của thế giới nữa và ngưng ngay từ đó ngay tức khắc không được đánh mỹ không được đánh tất cả các nước đông nam á là dẹp hết và không cho sản xuất luôn mỹ nó không cho sản xuất vũ khí luôn và nó cấm thì mấy năm gần đây nó mới cho mở lại thôi chứ còn nó cấm mấy chục năm nay rồi đó mỹ nó cấm luôn ha thì từ cái cái lúc mà nó đánh thả hai trái bom xuống hai thành phố của nhật thì tan bành hết rồi người chết rất là nhiều cho nên Nhật đầu hàng vô điều kiện. Nhật đúng ra thì uh, hai trái đó là nó diệt hết hai thành phố lớn của Nhật rồi là tanh banh hết rồi thì uh, Nhật nó còn sợ còn có chục trái khác nữa đúng không? Mới cả hai trái thôi là đã banh hai thành phố lớn rồi. Như là hai cái biển uh, biển nước Mênh mông rồi. Đó mà bây giờ mà thêm mà cả chớn nữa là nó thảy thêm nhiều trái nữa là càng chết nữa cho nên Nhật đầu hàng vô điều kiện. Thì từ đó đó Mỹ mới ban giao làm ăn với lại Nhật luôn, tức là bồi thường chiến tranh đó thì thay vì Mỹ nó sẽ Mỹ nó mới đem hết tất cả những cái khoa học kỹ thuật về các đồ vật dụng ở Mỹ họ dời cái những cái hãng xưởng đó tới 90% đem dời hết qua bên Nhật làm để tạo công an việc làm cho người Nhật và để làm cho kinh tế của Nhật đi lên một cách uh, nhanh gọn lẹ. À, cho nên là họ dời hết tất cả những cái 90% cái công ty của Mỹ qua bên Nhật và họ chia sẻ hết về cái công thức về khoa học kỹ thuật ha. là Để chế kèm bú, máy móc, đồ tất cả mọi thứ. Đó, làm cho người Nhật họ phát triển cho nhanh. À, lý do như vậy cho nên là một thời gian rất là ngắn và người Nhật họ cũng đã phát triển rất là nhiều. À, về cái uh, hầu như là mọi thứ cũng y chang như Mỹ thôi chứ không khác gì hết. Anh chị em nào đã từng đi qua Nhật rồi sẽ biết cái về văn hóa Khoa học kỹ thuật thì nó cũng ngang ngửa với Mỹ thôi ha. đó lý do như vậy cho nên là để trả lời cho anh chị em về cái câu hỏi đó là à, theo anh đánh giá như thế nào về cái đồ chơi của Mỹ và Nhật à, về chất lượng đó thì đối với mình đó là nó ngang nhau, ha. nó như nhau thôi là tại vì như vậy. Ha. Đó. Tức là về cái kỹ thuật đó thì Mỹ nó chia sẻ hết cho bên à, cho cái sư Nhật à, sáng chế máy móc đồ này kia nó cũng y chang như Mỹ cho nên cái vấn đề đó là anh chị em xài đồ Nhật và đồ Mỹ nó ngang ngửa nhau, không phải lo gì hết ha. Ok. Đó đồ xua, đồ chơi này kia là của Nhật nó ngang ngửa của Mỹ thôi và hầu như tất cả mọi mọi nước anh Đức, Pháp, Úc, Ý gì đó ha là mấy cái đồ chơi đó là đều là của những cái nước văn minh đó thì mình xài nhiều cái đồ lung tung lang tang không bao giờ hư. Đó, không bao giờ hư nó cái phải nói là xài nó rất là đã luôn cầm vô cái gì nó cũng sướng cái tay của mình hết á đó, thì anh chị em nào đã từng xài mấy cái đồ đó thì biết nha xài sướng lắm không có hư không trì xước không có gì hết nó đã lắm còn mấy đồ của mấy ông nội hồng kông trung quốc thầy Anh cái gì nghe trời rất là nản nha đó, rất là nản về mọi thứ luôn mấy cái đồ chơi mà không có tên tuổi của nga có đồ đụng vô một cái gãy đụng vô một cái móc đụng vô một cái cong ha à, về cái chất lượng nó không có về kiến thức nó không có à, mà anh chị em vô một miếng đưa nó chuyện tiếp ha Sa, 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 sa. tóm lại một điều đó là những cái đồ thua là anh chị em xài vô tư ha đồ nhật và đồ mỹ nó như nhau ngang ngửa nhau hết ha trừ mấy cái thằng tào lao kia ra thôi đó, thì anh chị em nào mà ở Việt Nam đó mà muốn xài mấy cái đồ nhật thì vô mấy cái trang mấy cái website của một số bạn giống như là cái bạn này gọi bạn già đó ha bạn già tên là Nhật Phong Japan 2 ha, Nhật Phong Japan Tour à, thì các bạn đó cũng uh, chơi đồ thu rất là nhiều mà chơi đồ xịn không á thì uh, cũng giống như mình thôi mà khóa chơi đồ xịn. Đồ có tên tuổi ha. Thì anh chị em nào cần cái món đồ gì đó thì uh, vô cái website đó hoặc là vô trong cái uh, trang YouTube của các bạn đó ha, Nhật Phong Japan Tour à, thì uh, muốn mua món gì thì mua. Như bạn đó chơi đồ cũng là chơi đồ xịn đó. Thì uh, cũng có cái kiến thức về mấy cái đồ chơi Tour Ok, chứ còn mấy bạn bên Việt Nam mà kêu mình uh, muốn mua mấy cái đồ ở Mỹ kêu mình gửi về thì cái tiền mà shipping đó, nó đắt hơn là cái món đồ mua. Thay vì ví dụ cái kèm này mà ra ngoài tìm mua 30 đô. Ví dụ vậy ha, 30 đô thì sáu uh, 600 ngàn ha, khoảng 600 ngàn, 700 ngàn tiền Việt Nam ví dụ vậy đi ha. Đó, 30 đô. Thì cái tiền mình gửi về đó là cái này không á. Con đây thì uh, chắc 3-400 gram ha. Nhưng mà nó tính vào luôn là một ký. Đó, tính vô luồng ký thì một ký nó 60 đô. ở những tiểu bang khác á, gửi gửi về á, thì có thể nó rẻ hơn. còn tiểu bang mình là phải đi qua phải đi qua mấy cái cảng. Đó, lý do gì đi qua mấy cái cảng cho nên là tiền nó rất là đắt. còn mấy tiểu bang như cali hoặc là new york là nó có mấy cái cảng đó thì ở những cái tiểu bang đó họ chỉ ship đi về thôi thì nó rẻ hơn. tuy nhiên cái tiền ship thì càng về sau này nó càng đắt mình không hiểu tại sao có thể là cái vấn đề mà gửi hàng về việt nam bị mất đồ cho nên là họ lấy cái tiền bảo hiểm rồi cái tiền ship đó, nó rất là đắt ha về bên đó rồi nó ăn chia tùm lum tà la hết cho nên là à, vấn đề gửi không biết tại sao mà cái giá mình càng ngày mình thấy nó càng cao đó, cho nên tốt nhất là anh chị em uh, coi video của mình thấy đồ chơi của mình gì thôi chứ không phải là mình bán nha mình không có bán đó, mình chỉ là mua về mình xài chơi thôi chứ không có bán cái thứ gì hết á cho nên là anh chị em cứ hay đặt câu hỏi là giá bao nhiêu giá bao nhiêu rồi mua rồi cứ gửi về được không rồi đừng có hỏi mấy câu đó mình không trả lời đâu nha đó anh chị em nào muốn mua mấy cái đồ chơi của nhật rồi này kia thì cũng giống như mỹ thôi thì vô cái trang cái cái video uh, YouTube đó Japan tour à, vô trong đó thì hỏi cái bạn đã có cái đồ gì không thì mua thì nó uh, là chơi được rồi ha chứ không cần phải uh, mua đồ từ bên mỹ, mỹ gửi về rất là đắt, ok, cái tiền ship nó không mà đã thấy là rất là đắt rồi. rồi tóm lại video bữa nay uh, nói chuyện với anh chị em chơi một chút cho vui ha, trong lúc uh, nhậu một mình hơi chán đời một chút, lấy cái này ra làm bạn, <laughs> lấy kèm búa ra làm bạn chơi nói chuyện với anh chị em chơi cho vui ha, rồi hẹn anh chị em vào những video sau nhé, bye, see you ngày mai, see you ngày mốt.